xúc động cảnh shipper ngồi dọn dẹp từng thùng sơn bị đổ, nghe giá tiền phải đền càng thương hơn. Mới đây, một đoạn clip đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một chàng thanh niên đang lụi cụi gom những thùng sơn bị đổ dưới đường. Nhìn qua thì thấy quần áo đã dính một lớp sơn trắng xóa, phía sau là 4-5 thùng sơn khác cũng chẳng còn nguyên vẹn, bên cạnh là chiếc xe máy có phần cũ. Nhìn anh, mọi người đoán chắc làm nghề shipper. Giữa cái nắng gắt của Sài Gòn, anh cố gắng dùng hai nắp của thùng sơn để hốt những dòng sơn trắng xóa đang loang lổ dưới lòng đường. Chắc cũng chẳng phải vì để thu lại số sơn ấy, mà vì anh không muốn những thùng sơn đổ làm ảnh hưởng đến người đi đường, lỡ ai đi ngang qua mà dính lại khổ thân. Nhiều người đã không khỏi xót xa trước hình ảnh này, nhưng ai cũng gật gù trước ý thức của anh. Một số bình luận của cư dân mạng: mình tra Google thấy sơn này giá tầm 4 triệu một thùng mà nhìn qua không thấy thùng nào còn nguyên vẹn, thương anh quá. Đền mất cả mấy ngày công rồi, thương anh. Cái nỗi khổ lớn nhất của shipper là vậy đó, mình từng ngã xe, rớt hàng hóa tùm lum, đến khi hết ngày, thiếu một đơn 2 triệu mấy. Cái khổ của nghề shipper liệu có ai nhìn thấy? Nghề nào cũng là nghề, ai rồi cũng làm việc, kiếm được đồng tiền đã rất khó. Vì vậy, nếu bạn có đặt hàng của shipper, hãy vui vẻ và nhận đơn, vì không ai biết được họ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để mang đơn hàng đến cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.